Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. iPhone luôn là những chiếc điện thoại được rất nhiều người dùng ưa chuộng dù là máy cũ. Nhưng trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ ra 3 chiếc máy không còn đáng mua ở thời điểm hiện tại. Còn lý do vì sao thì hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn trong video này. Nếu các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm của Apple hay bất kỳ chiếc smartphone nào khác thì có thể tìm hiểu tại Clickbait thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Và ứng cử viên đầu tiên trong danh sách này đó chính là series iPhone 6s và iPhone 6s Plus. Cũng đơn giản thôi, vì những chiếc máy này đã quá là già cỗi rồi. Những chiếc máy này tính tới hiện nay đã có được 5 năm tuổi đời và vẫn được hỗ trợ update lên phiên bản là iOS 14. Tuy nhiên thì khi mình trải nghiệm thử thì rõ ràng là chiếc máy này đã lộ rõ dấu hiệu về tuổi tác khi mà nó đã có hiện tượng giật lag, ngay cả khi là mình sử dụng những tác vụ cơ bản như là vuốt chạm, mở app, chứ đừng nói là sử dụng những tác vụ nặng hay là chơi game. Bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều những vấn đề khác liên quan tới nhiệt độ. Và mình thấy rằng đã có rất nhiều người dùng họ phàn nàn về cái vấn đề nhiệt độ trên hai chiếc máy này. Máy nóng lên cực kỳ nhanh và pin sụt cũng rất là nhanh. Và còn một điều nữa mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn là đây đã là năm thứ 5 kể từ khi hai chiếc điện thoại này được ra mắt. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc rất ít khả năng những chiếc điện thoại này được update lên phiên bản iOS 15. Nên các bạn hãy lưu ý điều này giúp mình và mình khuyên thật với các bạn rằng đừng nên mua những chiếc điện thoại này ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những chiếc iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Nếu mà các bạn sử dụng những chiếc máy này với những tác vụ cơ bản như là lướt web, lướt Facebook hay là nhắn tin thì vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng mà đó chỉ là với những tác vụ cơ bản mà thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng những tác vụ nặng thì máy sẽ nóng lên cực kỳ nhanh, pin sụt phải nói là không phanh. Hay là thiết kế thì cũng chỉ là thiết kế cũ, màn hình nhỏ vì màn hình rất là dày, camera cũng không ngon ở thời điểm hiện nay và cho đến sạc nhanh thì cũng không có. Mà mức giá của những chiếc iPhone 7 Plus là khoảng tầm hơn 5 triệu. Với số tiền đó thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được những chiếc điện thoại tầm trung, giá rẻ khác với những trải nghiệm mới hơn và tốt hơn, như là chiếc Redmi Note 9 Pro, Redmi K30 hay là Samsung Galaxy A51, vân vân. Và theo như mình được biết thì vòng đời hỗ trợ của những chiếc máy này chỉ còn khoảng 1 năm nữa thôi. Nên mình đánh giá là iPhone 7 và iPhone 7 Plus hoàn toàn không đáng mua ở thời điểm hiện tại. Và ứng cử viên cuối cùng có trong danh sách này đó chính là chiếc iPhone X. Và lý do đầu tiên mà mình đưa chiếc iPhone X vào trong danh sách này đó là về thời lượng pin. Nếu xét về hiệu năng cũng như là trải nghiệm thì nó vẫn rất là ok khi mà nó có màn hình OLED, độ mượt cũng rất ổn với chip A11 cùng với đó là 3GB RAM. Nhưng mà thời lượng pin là một điểm yếu đáng kể của chiếc máy này. Và một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho thời lượng pin của chiếc máy này không được tốt là do Face ID. Đơn giản vì Face ID của nó sẽ hoạt động liên tục, khi mà có thông báo chỉ cần các bạn nhìn vào màn hình mà thôi thì nó đã hoạt động rồi. Cộng thêm với việc là bản thân viên pin của nó cũng đã không lớn, nên thành ra là các bạn sẽ phải sạc ít nhất là 1 cho đến 2 lần một ngày. Bên cạnh đó có một thông tin khá là thú vị là iPhone X được ghi nhận là một trong những chiếc smartphone có nhiều lỗi nhất của nhà Apple từ trước cho tới nay. Không biết có phải do đây là chiếc smartphone đầu tiên được áp dụng thiết kế màn hình mới hay không, nhưng mà về cơ bản thì chiếc máy này đã có rất nhiều những vấn đề, ví dụ như là liệt cảm ứng hay là sọc màn hình. Và chưa kể là các bạn mua máy cũ thì rủi ro gặp phải các lỗi trên sẽ cao hơn, nên mình khuyên các bạn là không nên mua những chiếc máy này. Và trên đây là 3 thế hệ iPhone mà mình đánh giá là không nên mua nhất ở thời điểm hiện nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Clickbait. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.